vòng cắt lốt. Nguyễn Bình, Khánh Tâm và Nguyễn Vũ xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, một dạo một vòng các blog hôm nay giới thiệu đến quý vị thêm một lần nữa, nhạc sĩ Tuấn Khanh. Hiện nay âm nhạc Việt Nam có hai nhạc sĩ Tuấn Khanh, một người trước 75 và một người sau 75. Tuấn Khanh chúng tôi đề cập trong chương trình phát thanh hôm nay là người viết nhạc sau năm 75. Đối với nhiều người, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã trở nên quen thuộc, không chỉ qua một vài bài hát, như trường hợp hàng trăm nghìn nhạc sĩ khác. Người ta còn biết tới ông qua hình ảnh và hành động của ông diễn ra trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn vào cuối năm 2007, nhân dịp thanh niên sinh viên Việt Nam biểu tình chống lại thái độ bành trướng của Bắc Kinh trong biến cố Tam Sa. Đáp lại câu hỏi của phóng viên BBC, Tuấn Khanh đã trả lời: "Tôi nghĩ đây là thời điểm thanh niên nói lên tiếng nói của họ. Bởi vì một quốc gia không có nguyên khí mạnh mẽ và lòng yêu nước thực sự thì không thể tồn tại được. Tôi thấy thanh niên Việt Nam đã chứng minh một điều rất to lớn rằng họ không phải là những người vô dụng và không biết yêu nước. Hành động của họ mỗi lúc một dâng cao vì thực sự mà nói, trước đây nhà nước vẫn dùng chính sách ngoại giao để cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa hai nước vì một lý do nào đó. Nhưng những ai sử dụng Internet đều biết rằng Trung Quốc vẫn lấn lướt Việt Nam từ trước đến giờ. Và đó là lý do mà tôi cho rằng người Việt Nam vẫn giữ trong mình một sự uất ức và đến bây giờ họ mới bộc lộ." Từ đó, dư luận đồng bào, nhất là từ hải ngoại, đã coi Tuấn Khanh như một trong những người phát ngôn của trí thức quốc nội. May mắn, Tuấn Khanh còn là một blogger, nên dư luận có thể thấy rõ hơn về ông qua những bài viết của mình. Từ tháng 7 năm 2007 tới nay, ông chỉ post 29 bài viết trên blog, nhưng đã thể hiện rất sinh động tâm tình của một trí thức Việt Nam. Những tâm tình ấy là những trăn trở của ông trước thực trạng của đất nước, từ các vấn đề văn hóa, giáo dục đến các vấn đề chính trị hay chủ quyền quốc gia. Đọc lướt qua các trang blog của Tuấn Khanh sẽ dễ nhận ra điều đó. Có thể nói, những người nghệ sĩ như Tuấn Khanh hơi hiếm thấy. Ít nghệ sĩ nào dám nói thẳng và nói thật như ông. Tuấn Khanh có vẻ ngoài bình dị, với tính hóm hỉnh, rất cởi mở và rất có duyên. Nhạc của ông không chạy theo thị hiếu, mà hướng vào những suy tư giữa đời thực. Một album thành công của ông với tên là Bụi Đường Ca đã cho thấy rất rõ gu nhạc đó. Tuấn Khanh đã viết về nhạc của mình trong thời gian mở đầu trang blog của ông vào tháng 7 năm 2007 như sau: "Tôi bắt đầu viết những bài hát mới của mình, và một thói quen khó ưa là ít nói chuyện tình yêu. Xin lỗi ai đó, nếu đang chờ đợi, tôi sẽ viết một bản tình ca đơn thuần trong lúc này. Cũng có lẽ là tôi đã mệt vì những câu chuyện tình yêu rất đơn giản, cứ được phát giả dích mỗi ngày trên đài truyền hình, radio, và được giới thiệu trên báo chí như một điều lạ. Trong một xã hội còn quá nhiều điều để hát, để viết, để nói, thì việc cứ hát tình yêu quẩn quanh, không khác gì việc trốn chạy chính mình. Trốn chạy với ý thức sống tử tế và hèn." Trên tấm hình nhỏ là hình của nhạc sĩ, dùng làm biểu tượng cho trang blog. Nhạc sĩ không cầm tay, một cây đàn hay bản nhạc, mà là một chiếc dép. Cẩn thận, ông kèm theo lời chú thích như sau: "Thấy dép không? Chỉ muốn lấy dép đập vào mặt mấy tay nhà báo nói láo viết láo, kể cả quan chức láo, đập tới." Muốn biết mấy tay nhà báo viết láo ra sao, xin mời thính giả nghe đoạn văn của Tuấn Khanh tựa đề Diễn Văn Đọc Vào Bọng Cây. Mời quý vị nghe sau đây. "Rồi mai đây, chúng ta sẽ làm một tấm bia tưởng niệm cho lòng nhân ái của con người, lòng kính trọng cho nền giáo dục. Tấm bia có thể sẽ được dựng ở quảng trường thành phố, khắc ghi với dòng chữ: ở đất nước này, nơi đây, đã từng có một giai đoạn con người đối xử với nhau như dã thú. Công an đã nhét súng vào họng thường dân để tra khảo. Thầy cô đã giao học trò mình cho những người có vũ trang đánh đập. Người cùng màu da đã nhục hình trẻ con 10 năm.
Thế hệ trẻ đã hận thù nhà trường, căm hận xã hội và cười chê, phỉ nhổ vào nền đạo đức giáo khoa. Và tất cả những điều đó đều đã bị lãng quên trong sự vô và cố tình của nhiều tầng lớp con người, kể cả quan chức có trách nhiệm. Khi nào chúng ta có thể lập tấm bia đó? Ở thời điểm nào mà chúng ta có thể tự cam đoan với nhau rằng những điều thương tâm đó chỉ còn là quá khứ? Khi nào chính quyền có thể mạnh mẽ lên tiếng rằng xã hội đã thực sự có bình an? Và khi nào pháp luật sẽ nghiêm minh và quyền con người đã đủ để công an không còn tụ họp nhau đánh thường dân, không còn vô cớ tát tai người đi đường, dân quân không lấy nhục hình ở trẻ em làm niềm vui cho mình? Chúng ta sẽ làm sao? Hay chúng ta rồi sẽ ra sao? Sự phẫn nộ là đám mây đen đang che phủ. Các nhà lãnh đạo có thể kiêu ngạo và chỉ nhìn thấy sự im lặng của dân chúng trước những điều xảy ra. Nhưng với đám đông, ai đứng trong đó cũng cảm nhận thấy rằng đó là sự bùng nổ đang đợi chờ chín mùi. Cái gì sẽ xảy ra, không ai biết và cũng không ai có thể tưởng tượng đúng được những điều sẽ đến. Chỉ mơ hồ biết là đau khổ rồi sẽ chồng chất khổ đau. Những dòng tin gọi là công lý được đưa ra từ báo chí Việt Nam bỗng vang lên như tiếng cười tràn đầy nước mắt của những ai có lương tâm. 25 triệu đồng bồi thường cho bé gái bị câm do tra khảo. Một cuộc đời phía trước sẽ bị lãng quên với cái giá rẻ mạt như vậy. 4 dân quân thích hành hạ trẻ em bị đưa ra khỏi lực lượng tự vệ như một cách làm yên lòng dân. Công an đánh dân được đổi đi làm việc nơi khác để trấn an lương tâm xã hội. Kẻ quyền chức làm sai được thuyên chuyển công tác, đôi khi là bí mật nhậm chức cao hơn. Nhân tâm Việt Nam bị thách thức, đạo lý và tri thức Việt Nam bị sỉ nhục trước thói quen coi thường nhân dân của một hệ thống quan quyền nghĩ mình có thể làm tất cả, thậm chí bóp méo lương tri sự thật của dân tộc mình. Ai sẽ trả lại cho niềm tin xã hội đã bị tước đoạt? Ai sẽ đem lại một đời sống trong lành và công bằng giữa một thế giới nhiều ngụy biện và ác độc của loài ma sói? Bọng cây không trả lời tôi. Tất cả những câu hỏi của tôi, cũng như những lời kêu gào đòi lại nhân ái và công bằng bên ngoài kia cuộc đời, cũng rơi vào bọng cây, im lặng và vô vọng. Tôi không thích tên của đất nước mình nằm trên bản đồ thăng tiến rực rỡ, khi bên trong đó, ngay ngay, những bản biến tấu của uất hận và nước mắt cứ vang lên. Tôi không mong tên đất nước mình đứng nhất nhì thế giới về xuất khẩu gạo, nhưng mùa xuân đến, vẫn có hàng triệu người dân tôi đói thấp thỏm. Tôi cũng không mong quốc gia mình có quân lực nhất nhì châu Á để thừa thãi súng để kê vào miệng thanh niên, nhưng im lặng nhìn kẻ thù phía Bắc bức hiếp dân mình trên biển. Những thằng trí thức như tôi chỉ là đồ tồi. Vì chúng ta có chữ nghĩa và có sự bất lực đồng hành, viết lên mấy câu và làm một điều gì đó chẳng đáng gì với thế giới sống của nó. Tôi mượn bọng cây để phỉ nhổ vào mặt mình và xin lỗi bọng cây vì tôi đã lợi dụng nó. Tôi tệ đến mức chẳng còn biết lợi dụng ai ngoài cái bọng cây. Bọng cây biết cách im lặng cho qua mọi thứ tôi đã đọc vào. Nhưng tôi tệ hơn một cái bọng cây vẫn ôm những thứ đó, thậm chí biết rằng mình mang theo những nỗi buồn đến chết cũng không thể nào quên. Kính thưa quý thính giả, một dạo một vòng các blog hôm nay đến đây là chấm dứt. Nguyễn Bình, Khánh Tâm và Nguyễn Vũ xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một blog và blogger kỳ tới.